Made in Vietnam Protect là gói giải pháp xuất khẩu 4 trong 1, cam kết bảo vệ thương hiệu Việt vươn tầm thế giới từ lúc hàng hóa rời kho cho tới khi đến tay người tiêu dùng. Với kinh nghiệm hoạt động trên 95 năm, chúng tôi cam kết bảo vệ thương hiệu Việt với năng lực tài chính mạnh mẽ cùng với mạng lưới giải quyết bồi thường toàn cầu. Năm 2013, 100 triệu đô la là số tiền bồi thường được chi trả mỗi ngày. Cùng với đó, các doanh nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ trực tiếp và nhanh chóng từ AIG thông qua mạng lưới giải quyết bồi thường toàn cầu và các chuyên gia địa phương. Tại Mỹ, chúng tôi có 35 văn phòng bồi thường, 5.445 chuyên viên giải quyết bồi thường, số tiền chi trả bồi thường là 16,3 tỷ đô la. Tại châu Âu, những con số này là 33 văn phòng, 920 chuyên viên, 4,8 tỷ đô la tiền bồi thường. Và tại châu Á, 51 văn phòng, 701 chuyên viên và 1,5 tỷ đô la tiền chi trả bồi thường. Còn tại Việt Nam, văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh, văn phòng đại lý, 170 nhân viên, số tiền chi trả bồi thường là 12 triệu đô la. Đúc kết từ kinh nghiệm thực tế trong giải quyết yêu cầu bồi thường, AIG đưa ra giải pháp bồi thường cho doanh nghiệp với 5 bước đơn giản và nhanh chóng. Bước 1, doanh nghiệp thông báo tổn thất cho công ty bảo hiểm. Bước 2, chúng tôi sẽ thu xếp chuyên gia giám định tổn thất trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo. Bước 3, chúng tôi sẽ gửi doanh nghiệp văn bản phúc đáp. Bước 4, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu bồi thường trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ chứng từ yêu cầu. Bước 5, thanh toán bồi thường sẽ được chi trả trong 5 ngày làm việc sau khi nhận được thư chấp nhận bồi thường và thư thế quyền. Made in Vietnam Protect có giải pháp xuất khẩu 4 trong 1 là sản phẩm đột phá và linh hoạt được tạo ra bởi kinh nghiệm tích lũy trên 95 năm của AIG nhằm bảo vệ cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trước những rủi ro và hỗ trợ tăng cường lợi thế cạnh tranh cũng như quảng bá thương hiệu Việt Nam trên toàn thế giới. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập website của chúng tôi aig.com.vn.